Nói là kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng Messi có bao? Một trận đấu mà Team Freeside đã bị áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Bây giờ thì Team Freeside có lại được bóng rồi. Lại mất bóng vào chân của King Messi rồi. King Messi có bao? Team Freeside đang chưa có nhiều cơ hội để dứt điểm. Đây là một cơ hội ít hơi và cái đánh góc của anh đã thành công, nhưng ngay lập tức thì King Messi nâng tỷ số lên. Tỷ số 2 đều. Không vào. Team Freeside, Team Freeside biểu diễn thì anh sẽ dứt điểm. Team Freeside tính bất ngờ đã mất rồi. Vẫn đang là Team Freeside. Bây giờ thì Team Freeside đã có thể kiểm soát lại được bóng. Tiên thi thành tây luôn à. Thông cảm, anh mới dùng một dây chàng mấy tháng ở đây mà. Team Freeside vẫn đang là Team Freeside với những tình huống bảo diễn kiểu được một liều đất binh tinh thần. Một liều đất binh tinh thần dành cho anh Thi. Anh Kiên đang rất cố gắng phòng ngự cho một tình huống của anh á. Và nâng tỷ số lên của anh Thi. Đổi nhãn dài thành công đến từ Kiên Messi. Hay quá anh ơi, hay quá. Rồi tặng giày luôn, tặng giày luôn. Anh Messi nói là ngày hôm nay giày của Dance Sport quá đẹp và anh không muốn mang Nike nữa, anh muốn mang Dance Sport. Có màu này chưa? Chưa. Chưa có thì. Một đôi giày màu tím đất đẹp đến từ thương hiệu dành cho. Đừng cho Vinh, đừng cho Vinh. King Messi. Nike các tài trợ. Đừng cho Vinh. Đó Nike rồi nha. Ok. Nike các tài trợ. Khó hiểu là chung kết. Hay quá. Messi thì nhận tài trợ.